Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá 10 tác dụng của gừng đối với sức khỏe. Theo như mình được biết thì gừng vừa là gia vị, vừa là cây thuốc có nhiều tác dụng chữa bệnh. Sau đây là một số công dụng chữa bệnh của gừng. Thứ nhất, điều trị các vấn đề về hô hấp. Trong nhiều thế kỷ, nó đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho cảm lạnh và cúm. Cách trị cảm cúm bằng gừng đơn giản nhất là uống trà gừng ấm. Trà gừng ấm pha với mật ong ấm có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm cơn ho và giảm nghẹt mũi nhanh chóng. Đối với bệnh hen suyễn là một căn bệnh mãn tính. Do vậy, hoàn toàn không có bất kỳ liệu pháp nào có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh này. Tuy nhiên, ngoài việc phòng tránh các yếu tố gây dị ứng và dùng thuốc, bạn có thể dùng trà gừng để kiểm soát các triệu chứng hen, cũng như hạn chế việc bộc phát cơn hen. Để pha trà gừng, chỉ cần cho một thìa cà phê gừng xay nhuyễn vào cốc nước sôi và ngâm khoảng 10 đến 20 phút. Sau đó, lọc lấy nước và sử dụng. Bạn có thể thêm một chút chanh, mật ong hoặc quế cho dễ uống. Công dụng thứ hai, giúp giảm cân. Chúng ta có thể dễ dàng giảm sự tiêu thụ thức ăn bằng cách thêm gừng vào chế độ ăn uống. Gừng được cho là một tác nhân mạnh mẽ tự nhiên có thể ngăn cản được cảm giác đói và thèm ăn. Gừng còn được cho là một thành phần thiết yếu trong việc giảm cân vì nó ít calo và có thể khiến cơ thể sinh nhiệt. Thêm vào đó, gừng còn giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Thứ ba, gừng có khả năng kích thích tình dục mạnh mẽ. Y học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra trong gừng tươi có chứa các dưỡng chất như chavicol, methylheptanol, zingiberin, citran. Đây là những thành phần có tác dụng làm giãn nở mạch máu và thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Lượng máu bơm đến dương vật nhiều hơn giúp cải thiện chứng yếu sinh lý, rất hiệu quả. Sử dụng gừng để cải thiện vấn đề sinh lý ở nam giới là phương pháp được sử dụng từ rất lâu đời. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Rễ gừng có tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu cho thấy gừng có thể làm chậm sự tăng trưởng của các tế bào ung thư đại trực tràng và có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết. Gừng cũng có thể giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác như ung thư vú, phổi, da, tuyến tụy và tuyến tiền liệt. Thêm một chút gừng vào cốc trà của bạn vào buổi sáng sẽ giúp cho bạn ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm một cách đơn giản và tiện lợi. Thứ năm, tăng cường hệ thống miễn dịch. Gừng có thể bảo vệ bạn chống lại cảm lạnh và cảm cúm trong mùa đông. Loài cây này thường giàu kẽm, chrome, magie, kích thích sự lưu thông máu, khiến cơ thể ấm áp hơn, giảm bớt sự ra mồ hôi quá nhiều và sốt. Uống một cốc trà chanh gừng hàng ngày sẽ giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và vui vẻ vào bất cứ mùa nào trong năm. Thứ sáu, gừng làm giảm rối loạn tiêu hóa. Gừng được biết đến như một phương thuốc trị nhiều bệnh đường ruột hiệu quả. Trong đông y, loại thực phẩm này có tính nóng ấm, có khả năng làm giảm axit có trong dạ dày và đẩy lùi chứng đầy bụng khó tiêu. Dù vậy, người bệnh đang điều trị rối loạn tiêu hóa chỉ nên dung nạp khoảng 3-4 gram gừng mỗi ngày. Thứ bảy, giảm buồn nôn. Gừng có thể điều trị nhiều dạng buồn nôn như giảm buồn nôn và nôn cho những người say tàu xe, say sóng. Đặc biệt, một chút ít gừng rất hiệu quả trong việc chống buồn nôn do ốm nghén trong giai đoạn mang thai. Thứ tám, giảm viêm và đau. Gừng giúp làm giảm chứng đau nửa đầu, đau cơ, đau lưng và đau khớp. Uống trà với một miếng nhỏ gừng là một cách dễ dàng để giảm bớt cơn đau đầu và có một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, trà gừng cũng là một trong những phương thuốc chữa đau bụng kỳ kinh nguyệt hiệu quả nhất. Thứ 9, phòng chữa sỏi mật. Sử dụng gừng thường xuyên rất có lợi cho việc phòng chữa sỏi mật. Sỏi mật hiện nay thường được điều trị bằng phẫu thuật và chưa có một thuốc đặc trị nào có hiệu quả. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản cho biết đã phát hiện thấy thành phần các chất trong vị cay của gừng tươi có tác dụng ức chế hợp thành prostaglandin, chất gây ra sỏi mật. Cụ thể là khi lượng prostaglandin trong cơ thể quá nhiều, hàm lượng chất mucin, một loại protein trong dịch mật, có thể sẽ tăng lên. Chất mucin có thể kết hợp với các ion canxi và bilirubin trong dịch mật và tạo thành các hạt sỏi trong mật. Một số chất trong củ gừng có tác dụng ức chế sự hợp thành prostaglandin, do đó làm giảm bớt hàm lượng mucin trong dịch mật và có thể phòng ngừa bệnh sỏi mật. Như vậy, những người có nguy cơ mắc phải bệnh này nên thường xuyên ăn thêm gừng và một số chế phẩm làm từ gừng. Và công dụng cuối cùng đó là làm đẹp da. Ngoài phòng chữa nhiều bệnh, gừng còn được sử dụng nhiều trong việc làm đẹp. Nó thường được sử dụng trong một số sản phẩm thương mại để cải thiện làn da. Gừng chứa khoảng 40 hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ chống lão hóa, loại bỏ các độc tố và kích thích sự lưu thông, dẫn đến việc cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho da. Các chất chống oxy hóa ngăn ngừa thiệt hại từ các gốc tự do đó nó cải thiện độ đàn hồi, làm cho da của bạn săn chắc và trẻ trung hơn, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da. Gừng còn xóa vết thâm và mụn, đây là một cái chất khử trùng và làm sạch mạnh mẽ. Gừng giúp giữ cho làn da sạch sẽ, mịn màng và không có vết thâm.
Tuy gừng là một nguyên liệu tự nhiên và an toàn, tuy nhiên nếu sử dụng gừng không đúng cách sẽ gây hại, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Dưới đây là những lưu ý cần thiết về gừng đối với sức khỏe của bạn. Đầu tiên, không kết hợp sử dụng gừng với aspirin và coumarin cùng một lúc hoặc phải sử dụng cách nhau 4 giờ. Thứ hai, không sử dụng gừng cho những người bệnh đang chảy máu như chảy máu cam, ho ra máu, tiểu ra máu, đặc biệt những bệnh nhân chuẩn bị mổ và sau khi mổ tuyệt đối không được sử dụng gừng để ăn hay uống. Đối với những người đang bị cảm nắng, sốt cao, gừng có tính nóng làm thân nhiệt của người bị cảm, sốt tăng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Mặc dù gừng cực kỳ tốt cho phụ nữ ở thời kỳ thai nghén nhưng chỉ nên sử dụng lượng vừa phải, và trong những tháng thai kỳ cuối cùng mẹ bầu không nên sử dụng gừng để tránh tăng huyết áp gây hại cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, những người đang mắc bệnh tim mạch, bị cao huyết áp cũng hạn chế sử dụng gừng để tránh hiện tượng huyết áp tăng cao gây vỡ động mạch dẫn đến tai biến. Không nên ăn gừng trong thời gian dài. Nếu bạn bị nóng trong người, nổi mụn, viêm phổi, phù nề phổi và hạch bạch huyết, viêm dạ dày, viêm gan siêu vi, xưng thận, sỏi thận, bạn không nên ăn gừng trong thời gian dài. Gừng với thành phần hoàn toàn tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lạm dụng quá nhiều bởi nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và có một sức khỏe dồi dào. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì đừng quên like và đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.